Cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân xin kính chào đến toàn thể mọi người. Địa chỉ cửa hàng Đông Hà, Đức Linh, Bình Thuận, số điện thoại 0344341710, số điện thoại có sử dụng Zalo, Facebook nha mọi người. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một con máy cưa xích Estin 011AV. Con này của Đức nhé. Đấy. Sản xuất năm 1998 này. Dung tích xi lanh của nó là 41cc. Đó. Hàng cưa gia đình được và cưa cây to to đều được. Máy móc rồi. Ốc ác các thứ nguyên zin. Con này thì thực chất ra nó là rất là đẹp luôn mọi người. Nếu mà biết về cái đời máy này thì nó rất là đẹp. Tại vì cái dàn áo này nó bằng nhựa thôi, cho nên cái màu nó màu vàng. Nếu mà cái dàn áo mà nó bằng nhôm thì cái nước sơn nó màu trắng thì nó sẽ đẹp và nhìn bắt mắt hơn. Đó. Còn con này dàn áo nó bằng nhựa ha, cho nên cái màu của nó là nó bằng màu vàng vàng sẫm á. Mình nhìn nó trông nó cũ kỹ đó. Đó, màu cổ điển. Đây, phần mặt tiền trước nè. Đẹp ha. Có hàm rồng xe gỗ nè. Lam thì dài tới 45 được mọi người. Mặt cắt của nó còn khá dài. Mặt cắt của nó còn 40 nhé. Xài xích chung chân 91 ha. Đấy, máy móc thì nguyên zin nhé. Phanh xích thắng xích đầy đủ nè. Đấy, rất là ok. Con này xài cực kỳ bền nha mọi người. Cực kỳ bền luôn. Rồi bây giờ em test nổ con này cho mọi người luôn ha. Đấy, bây giờ em sẽ test nổ đó. Công tắc thì màu đỏ nè. Cái này bật lên là tắt, xuống là mở ha. Bây giờ em test nổ nha mọi người. Máy nổ thì bao phê luôn, rất ngon. Mọi người nghe tiếng máy thì cũng biết rồi ha. Dừng lại. Mất hứng à. Còn sử dụng thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại 0344341710 để đặt hàng nhé. Con này giá nó là 2 triệu nha mọi người. Có bao lam đầy đủ nè. Phụ tùng kèm theo máy thì bao gồm có dũa, buri, tiếp mở buri ha. Rồi, máy thì em test cho mọi người cùng nghe đó. Mọi người nghe là biết con máy nó chất lượng cỡ nào rồi ha. Đấy, máy thì em bao zin nha. Rồi, mọi người ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh, bấm chuông theo dõi kênh Phúc Luân nha mọi người. Để cho kênh của Phúc Luân ngày càng phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn nhé. Rồi, bye bye mọi người nha.